Xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì theo như là đã hứa thì Su sẽ chọn một cái hòn rơm rộng 1 ở resort này để quay chia sẻ cùng với cả nhà mình cái bãi tắm với lại quay hải sản ở dưới đó ha. Rồi cảm ơn. Vé ở đây thì mình đi vô thì vé là 120.000 cho ngày lễ nha cả nhà mình. Đây là ngày lễ 120.000, còn ngày thường hình như là 80 hay 100.000 gì đó. Là Tiso muốn vào để quay khung cảnh resort ở đây giá bình dân. Và bởi vì ở đây thì mình ở phòng tập thể cũng có nữa, phòng lẻ cũng có nữa. Ra cả bãi tắm coi sao nè. Vé ha chị ha, đưa chị luôn hả? Dạ. Đi vô đây hả? Dạ. Mình đi vô mua vé nha cả nhà. Đây hả chị? Một trăm hai. Chị bao nhiêu người chị? Em đi có một mình à. 120. Đây cả nhà mình, vé là 120.000. Có cho vé không ạ? Dạ có vé chị ký luôn. Một ký nữa hả? Trời ơi, sao mà. Rồi, đây. Ok. Dạ, xong thì đây cả nhà, phòng ngủ nè 1.250.000, phòng 2 khách, phòng VIP 2.500.000, phòng 4 khách. Cái này là giá lễ đúng không anh? Giá lễ. Giá này giá lễ. Sau giá lễ không? Thì nó có cái giá nó sao giá lễ có giá khác hả? Đúng rồi. Có giá khác này không anh? Có giá. Đây là giá thường cả nhà mình, phòng 2 khách 5108 khoảng 900-800 gì đó. Phòng VIP thì là 1.700.000. Phòng bình thường 1.500.000, 1.300.000, 1.800.000, phòng 6 khách là 1.800.000. 1.800.000 thì tính ra có 300.000 một khách thôi. Ngày cuối tuần thì lên full thêm 100.000 phòng gia đình cao cấp. Ăn sáng thì miễn phí, dịch vụ ở đây thì có nhiều cái nè cả nhà mình. Bàn ghế nhựa, tắm nước, hồ bơi, không khí, dịch vụ phụ thu giường thu. Đây. Ok. 5110 đủ đi. Rồi cả nhà mình coi địa chỉ nha. Ok. Rồi, bây giờ mình đi vòng vòng nha. Rồi cả nhà mình sẽ đi vòng vòng ở xung quanh ở đây nha. Đi coi khuôn viên ở chỗ này nè. Tại vì Tiso nhớ ở cái khúc này thì họ sẽ có ở đây sẽ có những cái tiệm bán kỷ niệm và lưu niệm. Rồi mình đi vòng thử ha. Dạ, ngoài này có hải sản nữa cả nhà mình. Tiso thì thích cái hải sản ngoài này nè, nên là cố tình đi ra đây. Mình đi một vòng nữa nha. Mình đi một vòng xung quanh ở cái chỗ này xong rồi mình mới bắt đầu đi quay hải sản, rồi mới ra biển, rồi mới là đi ăn. Không phải, đi vô quay phòng. Lộn. Mình đi một vòng ha. Đây cả nhà, đây là bãi biển nha. Đây bán đồ ăn nè, khách nè. Mọi hôm là lễ là bãi này full đông lắm nè, nhưng mà hôm nay qua lễ rồi là vừa, nhưng mà được một cái là bãi tắm rất là đẹp. Mình đi dạo vòng vòng xung quanh nha, coi khuôn viên mát mẻ lắm. Phòng bên này có hồ bơi nữa nè. Nếu mà là Tiso á
Nếu mà đi mà bình thường, ví dụ mà 8 người, đúng không? 6 người, 1 triệu 8 một phòng, hoặc là 2 người là 800, là khoảng 400 ngàn. Thì Tissot sẽ lên một cái xe buýt. Nếu mà đi từ Sài Gòn mà về, Tissot sẽ bắt cái xe buýt giống vậy, đi khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ là ra tới đây. Mình thuê cái phòng mình ở trên bãi biển Mũi Né như thế này. Ở chỗ này nó trong lành. Nó trong lành hơn hơn là ở trong kia, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái hạn chế là khi mà mình muốn đi ra ngoài để mà đi quán này quán kia thì lại không có nhiều, tại vì khu này là khu resort, nó ven biển không có nhiều đó. Ở đây là bãi tắm nè, bãi tắm dễ thương không, tắm biển à, quên lộn, tắm hồ. Mình đi mình có con nít thì con nít có thể tắm hồ, còn nếu mà người lớn thì mình tắm biển. Ở nhà mình thấy là bên này nước hồ trong xanh, nước biển ngoài kia cũng trong xanh, mây trời đẹp. Rồi mình sẽ đi vô đây ha, đi qua bên này là dọc những cái phòng ở đây. Cái này thì không có gọi là bungalow hay là cái gì mà ven biển đâu. Cái này là cái tòa nhà ngay biển, bước một cái là xuống biển thôi, cho nên là nó vẫn rất là ok cả nhà. À, mình đi tập thể thì ra đây ok. Còn trong kia thì ví dụ 1 triệu, 1 triệu mấy, 2 triệu, 2 triệu rưỡi cũng được. Nói chung là Tissot có quay, cả nhà mình sẽ chọn theo cái gu và sở thích của mình nha. Ở đây có những cái chỗ mà mình cho trẻ con chơi, ngồi hồ bơi nè, là đu quay xích đu, hoặc là những cái võng, những cái võng mà chụp hình cho mấy chị hay mặc đầm maxi hay bikini vậy đó, chụp hình check-in. Thấy đẹp không? Nãy giờ đi hơi nhiều nên dừng lại chút. Giờ này khách ra lại hơi nhiều tại vì cũng gần hết lễ rồi. Đây có cano nữa cả nhà mình. Mình sẽ đi xuống biển trước ha, xong rồi quành lên lại mấy cái chỗ bán hải sản. À, thôi qua bán chỗ bán hải sản trước đi, tại mình thấy người ta đang làm nè. Người ta đang làm hải sản, mình coi luôn. Đó, có bán kem nữa cả nhà mình nè. Mấy nữa chạy theo xe kem đó mua kem ăn nha. Đấy, xe kem nè. Ai ở đây ốc, ai cả nhà mình ốc này, ốc hương nè. Đấy.
một phần như vậy là bao nhiêu tiền á chị ha? Cái đó 400 á. À 400 ngàn á cả nhà mình. Dĩa 200 à. Dĩa. À hai dĩa ha, hai dĩa là 400 một ký. Dạ, ốc. Đây là khách tới đây ăn rồi là ăn tại chỗ luôn, ăn tại chỗ luôn. Ừ. Nhà ha. Dạ. À, em có kênh du lịch chị à. Kênh du lịch về Phan Thiết mình á. Nên là em quay để chia sẻ cho mọi người tới dạ. Này qua đây nè, coi nè, chị bắt đầu chị ốc ghẹ nè. Bán gì chị? À, em đi qua đây coi. Ở đây là dầu cho khách đem về Sài Gòn hả anh? Dạ, này. Đem giờ mà em. Không, nó đăng lên, nó quay cái tay lên để cho ấy mà. Cái này của YouTuber. Dạ, YouTuber đúng rồi. Này đem về Sài Gòn. Con ốc đó là ốc gì đó chị? Hôm nay con sờ vô sữa. À, sờ vô sữa. Đó. Lại đây chơi rồi khỏi cần đi ra ngoài mấy bãi kia, mình mua hải sản mình đem về hoặc là mình ăn ở đây cũng được. Ok để em. Đây cả nhà mình, hải sản ở đây cũng có nhiều loại nè, tôm hùm nè, ốc nè, ghẹ. Ôi mát lắm cả nhà, ở dưới mấy cái cây bàn với cây sứ này nè, mát ghê. Ở đây có nhiều nhà ha, nhiều nhà họ làm lắm nè. Ở bên này chỉ làm, chỉ luộc con gì nữa nè. Chị đang luộc con gì đó chị? Ốc, ốc. Ốc hả? Đây mình chờ đây coi lát nữa luộc chín chị vớt ra nha. Đây cả nhà mình hải sản tươi đang bò luôn nè. Con đó là con ốc gì chị? Chị có ốc Thiên Nga. Ốc Thiên Nga đang bò. Trời mát lắm cả nhà. Mát cực kỳ. Gió biển vô mát. À, con ốc đang bò. À, giá cho nghỉ lễ mà một ký ốc một ký ốc hương gì vậy 400 thì cũng bình thường cho nghỉ lễ cả nhà mình. À, tại buổi sáng mà mình đi ra bãi trước bãi sau mình mua nó cũng là 250 rồi. Ngày thường á, đây nè, ốc này là luộc xong là 400 ngàn một ký nè. Luộc xong á nha cả nhà, luộc với gừng. Tầm hầm. Ai chị Su qua đây coi là họ đóng nhiều cái khác rồi nha. Qua đây coi. Mấy năm hôm mà về trước á, ở đây có bàn có ghế mình thưởng thức luôn. Đây là con mực này cả nhà, mực à. Mực đó bao nhiêu tiền ký vậy chị? 230. Ồ, 230 cả nhà. Mực này mực lá. Dạ, mực lá. Cả nhà. Là chị mua về đóng hàng đóng đi á ha. Đó, khách mua khách đóng đi nè, để Tisu quay cho cả nhà mình xem nha. Tôm hùm. Đó, làm sạch luôn à. Dạ, lấy cái túi đen ra thôi à. Làm cái túi đen ra. Dạ. Đó, tôm hùm còn sống bò luôn này cả nhà. Cái đó là bao nhiêu tiền ký chị? Dạ, 900 lận. Đập đá gì nổi. Không chấm cái gì nữa mà. Anh xò dương. Giống như mình thuê lại vậy đúng không chị? Mình ngồi mình thuê chỗ vậy. Lượng. Hả? Đóng hải sản. Rồi đó là Tisu dạo qua một vòng hải sản ở ngoài này bán đóng thùng ha. Cũng là định ăn á, nhưng mà Tisu nghĩ là Tisu sẽ dành thời gian để quay tiếp một vài cái nơi ở ngoài này nữa. Cho nên là thôi sẽ đến điểm cuối cùng, mình sẽ ăn trưa và thưởng thức hải sản ngoài này để chia sẻ luôn. Nhưng mà nhìn qua một vòng á thì ở một cái nơi du lịch bán giá như thế này, ở đây có cá nữa nè, cá cam nè,
thì nó ở mức giá mức độ vừa phải, mình có thể mua để đem về. Nhiều lắm. Trên biển là chưa vô, còn tôm nuôi bao la mà có lấy không? Tôm biển thì chưa vô, mà tôm nuôi thì bao la. Đây là những chị ngồi bán hải sản nè, ngồi nghỉ ngơi nè. À, mùi né mình. Hôm qua bao 9 giờ, bây giờ đến 10 giờ. Cảm ơn chị. Ủa này chưa chín hả chị? Lâu dữ hả? Luộc mấy phút lận? Wow, luộc ốc mà nửa tiếng lâu ha. Em cảm ơn nha. Rồi cái nhà bây giờ Tisu sẽ di chuyển ra ngoài này, ra ngoài bãi biển. Có cano bãi biển. Ra bãi biển nha. Chà, hồi sáng biết gì mang dép lào là được rồi. Hay mình lại mang giày chứ, nước không à. Mình đi cái này gọi là hy sinh một đôi giày. Ai cha. Ôi chắc đứng đây quay thôi cả nhà, mình đi xuống dưới nữa thì nghĩ không cần ha. Tại vì mình đứng đây là mình nhìn thấy biển mà. Đằng kia thì xe mô tô. Ủa vậy, trời ơi, trên biển mà có xe mô tô mới đau lòng chứ. À, kem, kem. Để xe kem lên mua kem ăn được. Có cano cả nhà mình. Tisu nói lộn. Cái này cái xe gì mà chạy ở trên biển hay gọi là xe gì ta? Có. Đây, mình chờ, sẽ chờ mua kem ăn nha. Ăn kem giải khát. Chưa rõ được hả? Ai? Chú bán kem ơi, chú bán kem. Kem đúng không chú? Kem hả chú? Ủa, kẹo chỉ, kẹo bà bí. Tưởng đâu kem. Vậy là kem không được ăn kem rồi. Thiệt tình chứ. Tisu đang đứng ở dưới cái góc ở phía trước cổng mà để đi xuống bãi tắm ở ở Hòn Râm 1 này. Được một cái nha cả nhà mình, ở Hòn Râm này đây là biển nè, ở phía sau ở phía sau này là biển ha. Còn ở lưng nè, ở lưng là núi nè. Cho nên là cái khí hậu mình ra đây nó rất là mát so với những cái chỗ resort kia. Tisu ra đây không khí thấy rất là mát, rất ok luôn. Nên là chọn chỗ này đi quay, dành thời gian đi quay chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong ha, để đi thăm cái phòng ở bên trong á cho cả nhà mình xem, rồi mình sẽ quyết định chọn cái nơi nào để mà mình nghỉ dưỡng tại Phan Thiết Mũi Né quê mình. Giờ đi vào trong. Ở đây có bán đồ bơi, nón, rồi những cái đồ chơi này cả nhà. Hoa 10 giờ, bây giờ là 9 giờ, hoa 10 giờ đã mở nở. Tisu định đi vào quay bên trong cái phòng á để cho cả nhà mình xem, nhưng mà hôm nay khách đông quá chưa có trả được phòng, cũng không có quay được cái phòng, thì Tisu chỉ quay cái view này thôi, cả nhà mình xung quanh. Nhưng mà Tisu thấy cảnh đẹp. Phòng thì hồi trước mà Tisu cũng có vô một vài lần, lúc trước cũng hay trên in ngoài này, thì cũng mát mẻ sạch sẽ cả nhà mình. Nên là thôi cứ tham khảo ha, không có phật. Thôi bây giờ Tisu sẽ kết thúc cái video clip ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Tisu sẽ đi qua cái resort khác, mình sẽ đi vào trong xem thử sao ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an.